Nhìn đi. X cộng 2y x bình trừ 2xy cộng 4y bình. Nhận vô hạng thức số mấy nè. Nhận vô thì mình sẽ đoán được đó là hạng thức gì. A mũ 3 cộng B mũ mũ 3. Dạ viết lại đọc đi. A cộng B nhân A bình trừ AB cộng B B bình. Bắt đầu biến đổi nè. Thấy A chưa? Thấy B chưa? A cộng B A bình trừ A nhân B cộng B bình. Đúng nói chưa? A là chữ gì? X, B là gì? Gì? B là 2y. Vậy bằng A mũ 3 cộng B mũ 2 mũ 3. X mũ 3 viết lại, 2 mũ 3 chính là 3, số 2 nhân lại đi. 8. Y mũ 3 viết lại. Hiểu không?